bây giờ cái phần chính là như vậy các chị này anh luôn luôn anh hỏi mọi người là cái kế hoạch tài chính của mình là gì tại vì thường thường chúng ta sinh ra lớn lên chúng ta đi học chúng ta ra trường thường thường chúng ta đi làm đúng không hoặc là chúng ta mở cái cái kinh doanh nào đó thì cái mục tiêu của chúng ta không phải là chúng ta đi học làm bác sĩ để làm bác sĩ nhưng mà đó là một cái phương tiện để chúng ta có thu nhập chúng ta mở một cái nhà hàng không phải là chúng ta thích nấu ăn nhưng mà chúng đó là một cái phương tiện để chúng ta có thu nhập và tất cả những cái hình thức kinh doanh hay là đi làm bây giờ đều là như vậy hết Không cần biết chúng ta đang làm gì Nó là một cái phương tiện để chúng ta kiếm thu nhập Nhưng mà cái tiền bạc không phải là cái chúng ta muốn Cái mà chúng ta muốn là những cái gì tiền bạc có thể mang lại cho mình Các anh chị đồng ý không? Những cái gì tiền bạc có thể mang lại cho mình Thành ra là dùng cái phương tiện của mình các anh chị sẽ đi tới đâu Và thường thường anh đặt học câu hỏi là kế hoạch tài chính của bạn là gì? Và nhiều khi anh đặt câu hỏi như vậy thì có nhiều người vẫn rất là à, rối Vì thực sự mình không biết cái kế hoạch tài chính của mình là gì thì bây giờ trong cuộc sống có hai cách Hoặc là mình đi làm cho người khác Hoặc là người khác đi làm cho mình Thành ra muốn giải thích về hai cái phương thức này Ít ra đó, ngày hôm nay sau khi các anh chị trở về nhà Các anh chị biết rõ về hai cái phương thức làm việc này Để mình có cái sự chọn lựa Có cái nào là mình thích hợp nhất Bây giờ anh cho giả sử chúng ta chọn phương pháp một Đó là phương pháp mình đi làm cho người khác đây là chúng ta gọi là 100% công sức của mình Tức là một cái hình thức bán thời gian để kiếm tiền Các anh chị có thể là bác sĩ, có thể là kỹ sư, có thể là luật sư, dược sĩ Các anh chị có thể là chủ doanh nghiệp nhỏ Cái lý do mà anh nói là chúng ta dọn chọn 100% công sức mình là tại sao? Tại vì nếu ngày mai các anh chị không đi làm Các anh chị sẽ không có thu nhập Nếu ngày mai các anh chị không có mở cửa tiệm Các anh chị sẽ không có thu nhập Nếu ngày mai không có người mướn mặt bằng của mình Mình sẽ không có thu nhập Đúng không? Đó là cái hình thức phương pháp thứ nhất và giả sử như chúng ta có một cái kinh doanh nhỏ hay là chúng ta đang đi làm cho người khác giả sử chúng ta làm 24 giờ một ngày 365 ngày một năm thì tổng cộng chúng ta sẽ làm là 8.760 giờ một năm và nếu các anh chị được nhận thù lao là 10 đô một giờ thì cái mức thu nhập tối đa của mình trong một năm là 87.600 đó là tối đa phải không đó là phương pháp thứ nhất phương pháp thứ hai nếu mình người khác đi làm cho mình hay là nói đúng hơn đó, đây là một cái phương thức mà nhiều người làm chung với nhau Nhiều người làm với nhau Thì nếu Đây là phương pháp thứ hai Có nhiều người làm với bạn, tức là một cái công thức nó gọi là một phần trăm Của một trăm người thay vì hồi nãy phương pháp thứ nhất là một trăm phần trăm của chính mình Thì bây giờ giả sử chúng ta có một trăm người làm việc chung với mình Và mỗi người 8 giờ một ngày Thì chúng ta sẽ làm 800 giờ, vào không? Nhân cho 365, đó là 292 000 giờ trong vòng một năm và nếu mỗi người đó cũng làm 10 đô một giờ thì nó sẽ là 2 triệu à, 2 triệu 920 ngàn tổng doanh thu trong vòng một năm đó và nếu các anh chị được nhận 5 phần trăm tiền huê hồng từ cái hệ thống này thì các anh chị sẽ làm được 146 ngàn trong vòng một năm đó Vậy bây giờ có hai phương pháp phương pháp thứ nhất các anh chị làm 24 giờ một ngày làm liên tục trong vòng một năm các anh chị làm được 87.600 phương thức thứ hai các anh chị làm 8 giờ một ngày trong vòng một năm các anh chị làm được 146 trăm ngàn các anh chị chọn phương pháp thứ nhất hay là phương pháp thứ hai, ừ, thứ, hai. thứ hai có ai nói thứ nhất ạ à? như các cô cái nói thứ nhất phải không chắc chắn là chúng ta chọn phương pháp thứ hai vậy thì hiện tại bây giờ đó anh hỏi này các anh chị đang chọn phương pháp thứ nhất hay là phương pháp thứ hai cái công việc các anh chị đang làm bây giờ đó các anh chị đang làm phương pháp thứ nhất hay là phương pháp thứ hai ừ, thứ nhất đúng không thứ hai là chẳng qua là cô này có làm new skin rồi <laughs> đúng không chắc chắn là chúng ta là muốn làm phương pháp thứ hai nhưng mà từ trước tới nay các anh chị chỉ biết làm phương pháp thứ nhất. Và trước khi các anh chị tới đây thì có thể các anh chị chỉ biết phương pháp thứ nhất. Nhưng mà sau khi các anh chị bước ra khỏi cái cửa này, cái tòa nhà này thì các anh chị không có thể nào mà gọi người bạn của mình và nói rằng là mình không biết gì cả. Trước đây bạn không biết, sau ngày hôm nay bạn đã biết và 10 năm sau bạn không có thể nhìn lại và bạn nói rằng ước gì tôi biết cái phương pháp thứ hai. Ngày hôm nay các anh chị đã biết rồi, ha?